cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho nắm tay không? Dạ. Em bị tại bỏ bùa em rồi. Em bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt à. Đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi anh có cưới em đúng không? Kì xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Dạ. Dạ, em xin phép. Anh chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Khoan từ từ để anh hỏi nghe. Năm nay em 18 tuổi chưa? Dạ hơn. Cái gì em năm nay 20 chưa cười hoài vậy? Dạ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Em tên đầy đủ là Trần Đăng Đạt. Hay quá. Dạ, ba em là Đắc Thắng, mẹ em trai em là Huy Hoàng. Nhà em rồi ơi. Đắc Thắng. Em có suy nghĩ ra cái tên cho con em chưa? Tiến lên. Thắng lợi. Dạ, tuổi em thì năm nay em 29. Trời đất ơi. 29 rồi đó hả? Dạ, dạ gần là ông chú 30 tuổi rồi đó. Ôi sao em trẻ dữ vậy? Dạ chắc tại em hay cười á chị. Vậy hả? Ôi trẻ hơn mình luôn. Em làm nghề gì? Em hiện đang làm bên phòng brand marketing, là quản lý nhãn hàng á. Thế còn em? Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Em tên là Bùi Thị Minh Thu, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Trời ơi hai đứa giống như nít mà lấy nhau vậy. Có ai nói các em trẻ không? Trẻ hơn so với tuổi không? Chỉ có người ta nói chồng em mà, chứ em là như má ảnh vậy đó. Đấy. Má đồng má. Cái cơ duyên nào mà hai em gặp nhau? Hồi đó là em mới tốt nghiệp xong mới tốt nghiệp cấp 3. Nhỏ bạn thân nhất của em á, tự nhiên nó tham gia đa cấp. Em biết nó là xấu rồi, vô đó là lừa đảo không à. Mà em khuyên nó không chịu. Tức là những người ở trong đó là mình khuyên cỡ nào người ta cũng không chịu, giống như là bị bỏ bùa vậy đó. Đầu là em thân chinh em đi vô đó luôn. Cái vô đó gặp cấp trên của nó là anh này nè. Cái ngồi nói chuyện một hồi, cái tự nhiên cái không biết là có phải là không gian hay là có phải là do nó đông người hay là như yếu tố gì đó. Nhưng mà ngồi nói chuyện sao thấy anh này nói chuyện cũng hay ghê, cũng thấy giống giống mình. Cái anh mới nói là bây giờ á, em nghĩ đi, em không tham gia á, là em sẽ không được nói chuyện với anh nữa. Trời ơi, em cũng xinh xắn lắm. Em nghĩ là ông nghĩ không là ai mà ông nói vậy. Vậy mà em cũng tham gia luôn, em không biết ông nghĩ gì luôn. Trời ơi, điểm bỏ bùa đó. Rồi sau đó như thế nào? Tình cảm của các bạn tiến triển tới đâu? Lúc mà vợ em á tham gia vô thì cũng giống như là những cái người tiếng dưới khác. Gặp rồi cũng nói chuyện để định hướng. Tự nhiên là không biết sao cái em muốn hẹn đi chơi. Nhưng mà nếu mà rượu thì chắc chắn là không đi rồi. Cái em mới nói là bây giờ thôi, ngủ sớm là một thói quen rất là tốt. Mình làm sao để mình ngủ sớm và dậy sớm. Thì nào mà dậy sớm 3 lần dậy sau á thì người đó sẽ thua. Và phải mời người kia đi chơi. Lúc đó tụi em xét là đi Vũng Tàu trong ngày về thôi, chứ cũng lúc đó cũng không ở lại. Dạ không có ở lại, cũng còn hiền lắm. Sau một thời gian thì đâu đó chừng 2 tuần thôi là em thua. Em thua thì em cũng phải đi Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Bạn này thắng thì cũng phải đi Vũng Tàu. Trời em khờ. Trời ơi. Khờ quá em chơi trò chơi. Bị lừa một cách nhẹ nhàng và say đắm vậy đó. Mà cuối cùng là có đi không? Dạ có. Thì đi chứ, ta thua cách đó phải đi chứ. Rồi đi ra ngoài đó buổi trưa làm gì không? Dạ không. Tụi em lúc đó tụi em ra biển. Tụi em ra biển rồi. Cái thời điểm mà em quay qua em nói với lại vợ em á là cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho anh nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa rồi. Bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Không. Tới đó rồi đúng không? Mà lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ em 18. Lúc đó em 21. Dạ. Mà đi xe máy ra Vũng Tàu hay là? Dạ đúng rồi. Rồi trên đường về chắc lẽ là ôm eo hết đã lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Sau đó rồi có chơi những trò chơi nào vui hơn không? Là tức là từ lúc mà em biết ảnh cho lúc mà quen nhau là chỉ có một tháng thôi. Là hồi đó em nổi tiếng là em khó lắm.
Mà nhìn anh này hồi đó là chị nhìn là như một cái cây treo đồ luôn. Kiểu như là ông ốm quá không? Mà em rồi. Cứ mê mẩn vậy đó. Ừ. Dạ đúng rồi. Tụi em quen nhau mấy năm thì mới đám cưới? Dạ 7 năm. Trong 7 năm đó các em có đi quá giới hạn không? Dạ nói con này ra xin lỗi mẹ chứ. Là con khó. Cái lần đó có chơi trò chơi gì không? Dạ thì chơi hai người. Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là đó. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Thì em nghĩ là vậy đó. Trong 7 năm đó có lúc nào em cảm thấy là em mất niềm tin vào cái chuyện là anh sẽ cưới mình không? Mà chị nghĩ là giống như là chắc ảnh chỉ yêu đương mình vớ vẩn xong lại xong dạ, rồi chia tay. Dạ không. Mà niềm tin mãnh liệt là cỡ nào là anh cũng sẽ là người chồng của mình. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao mà 7 năm sau mới cưới? Cái thời điểm em quen vợ em xong á là em chứ lúc đó em đang nghỉ học. Thầy kể từ đầu. Okay. Tức là ảnh tham gia đa cấp, là lúc đó ảnh học năm nhất trường đại học ngân hàng. Ảnh tham gia xong ảnh bỏ học luôn. 3 năm sau lúc quen em á, đó ảnh mới bắt đầu thi lại đại học. Em học năm 2 thì ảnh học năm nhất. Vậy nên là phải chờ ảnh học xong rồi ra đi làm rồi hai đứa mới cưới nhau được. Coi như bây giờ đám cưới được mấy năm? 8 tháng là từ ngày mà đám cưới, còn 10 tháng là từ ngày đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, còn Son ơi là Son. Vậy thì tật xấu chắc phải lòi ra từ lúc yêu nhau chứ hả? Chứ đâu cần phải lấy nhau về mới lòi tật xấu. Đâu em kể những tật xấu điển hình của anh chồng của em cho anh biết. Lúc trước á thì em không biết anh hay quên vậy. Lúc mà cưới về rồi mới biết anh rất là hay quên. Như là ảnh có một cái chế độ trong đầu, cũng như reset 5 giây reset lại từ đầu luôn á, không nhớ gì luôn. Như là vừa mới vô nhà, vừa mới đặt cái xe xuống là em nói anh ơi ra lấy cái chai tưới cây giùm em là ngay đó luôn, nước ngay đó luôn. Cái mi lên nhà cái chạy xuống cái xong rồi cái tụi em đi ăn xong ủa anh nãy em tưới cây chưa, anh quên tiêu rồi. Rồi xong rồi nhờ nhiều chuyện lắm, như là anh ơi nhớ bỏ đồ vô máy giặt giùm em nha. Cái luôn cái xong rồi có lúc em quay lại ủa anh giặt đồ chưa, anh quên rồi. Vậy đó. Quên. Có phải bị đạn trí không Đan Đàn? Thật ra cũng phải, tại vì em hơi tham công tiếc việc á, nên là trong đầu em nhiều khi nó cứ nhiều thứ quá, suy nghĩ công việc nhiều quá. Thì hầu như là những cái gì mà em cần nhớ thì em hay có cái app em nốt lên lại. Rồi mỗi lần làm em mở ra em ngồi em coi cái gì chưa làm, cái gì cần làm. Thì những cái nhiều khi việc nhà mình không có ghi lại á anh, sau đó cái mình quên đi. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn. Nhờ á thì sẽ làm, nhưng mà trước đó phải cằn nhằn câu cũng như là thôi bận quá không làm được đâu. Vừa cằn nhằn vừa làm. Có một cái tật này không phải là không biết là tật xấu hay không, là tính ảnh rất là vô tư. Là vô tư đến nỗi mà nhiều khi mình thấy nó vô tâm luôn á. Nên là lúc mà trước khi cưới là em cũng phải làm tư tưởng cho em trước là cưới ảnh về thì mình chấp nhận là mình sẽ là người lo lắng nhiều hơn cho ảnh. Rồi bây giờ tới Đăng Đàn. Tật xấu á thì chỉ có thể tổng hợp lại là hơi điên thôi. Điên. Có một lần em lỡ lớn tiếng. Rồi vợ em giận. Em nói vậy giờ làm sao cho em hết giận. Cái em nói vợ ăn 10 cục cứt mũi ra đi. Em có ăn không? Em phải ăn một cục, em đợi lấy 9 cục. Nó chịu hết giận. Thôi từ bữa giờ ổng có phải biết ăn hoài không? Thôi em lâu lâu em cũng vậy sao anh à, ăn không? Tật xấu gì nữa? Thực ra thì em cảm thấy em rất may mắn. Gần như là tại vì tính em nó hơi mình gọi vô tư đi cho nó tích cực. Cho nên là hầu như em không có để ý mọi chuyện xung quanh á. Thì những cái mà em không để ý vợ em đều rất là chu toàn. Cần anh ấy phải thay đổi thì em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tại vì ảnh lúc nào cũng làm việc hết á. Là đi làm rồi về nhà cũng vẫn phải cầm máy làm việc. Ăn cơm cũng cầm máy làm việc. Còn em, Đăng Đàn, em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thấy vợ em cũng vậy. Làm việc suốt và cũng không có để ý tới cái sức khỏe của mình. Nhiều lúc em cũng hay nói là tại sao mình không xếp thời gian để buổi sáng mình ăn sáng đúng giờ. Rồi buổi trưa mình ăn trưa đúng giờ. Rồi mình dành thời gian mình đi tập thể dục thể thao mà cứ kiểu như bị quấn vô á, là khách hỏi là cứ trả lời, khách hỏi rồi trả lời, không có sắp xếp những cái đó. Nên là vợ em bị đau bao tử nữa. Quá giờ ăn cái mà bị đau á là mình cũng sót lắm. Nghe tụi em chia sẻ thì anh có cảm giác là
Vợ chồng em mỗi khi về nhà là mỗi người một cái máy đúng không? Dạ, nhưng mà mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian đó là trước khi đi ngủ. Là hai đứa nằm bên giường là lúc nào cũng vậy, hai đứa phải nói chuyện cho đến lúc mà nó buồn ngủ rồi thôi mới đi ngủ. Thì thực ra đối với tụi em thì làm như là ông trời ông sanh ra tụi em để mà đến với nhau hay sao. Giống như nửa này nửa nọ gặp nhau. Đúng không? Chứ dạ đúng yêu, rồi chị. Đúng không nè? Em thấy là làm như là chồng em với em là hai cái mảnh ghép nó đúng rất rồi, là hai cái mảnh ghép mà một nửa đi tìm nhau và đúng khớp. À, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều nha. Nhưng mà như bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Rồi em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Có thể là con nghĩ có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó uống hơi nhiều chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Chào, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai vợ chồng giống như mẫu nam mẫu nữ vậy. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thì con tên là Nguyễn Duy Thắng và con năm nay là 30 tuổi. Ngành nghề kinh doanh là con đang làm độ xe hơi. Bây giờ mời con. Dạ, con là Lê Thị Diễm My. Tuổi con thì bằng chồng con. Công việc của con thì là diễn viên và người mẫu tự do. Hèn gì nãy con bước Diễm ra My. Cô nói là sao giống mẫu nam mẫu nữ là vậy đó. Diễm My trước giờ là tham gia đóng phim gì rồi? Năm 2019 thì con có đóng phim Tiệm Ăn Gì Ghẻ và phim Hoa Trong Bão của chú Đôn. Chú Trần Cảnh Đôn á. Trước đấy là con làm người mẫu. Thôi giờ kể cho chú nghe coi lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào. Con thì con làm ở trong cái ngành xe hơi này cũng tương đối lâu rồi. Con cũng có một cái brand thương hiệu mới về. Vợ con trước đó là có một cái album ảnh về xe hơi trước đó rồi. Thì con thấy khá là ấn tượng với cả cái album hình đó. Và do đó là con có một cái ý tưởng là tại sao mà mình không mời cô ấy chụp cho bên sản phẩm của mình. Đúng rồi. Bởi vì tại thời điểm đó là vợ con nói chung là tương đối là có sức hút, nổi tiếng ở trong cái ngành xe. Về cả xe hơi lẫn cả mô tô luôn. Qua một người anh giới thiệu thì con đã liên hệ được với cả vợ con bây giờ. Rồi bây giờ chú muốn biết là cái lần đầu tiên mà con gặp vợ con ở ngoài đó, chạm mặt vợ, nhìn thấy vợ con như thế nào? Lần đấy thì lại là một lần vô tình nữa, không có hẹn trước. Nhưng mà con đã ra ngoài Hà Nội và con công tác ngoài đó. Tại thời điểm đó là vợ con cũng bay ra cùng. Thì công việc của hai đứa là lúc đó là chưa liên quan đến nhau hết. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại Hà Nội. Và lần cà phê đầu tiên cũng ở ngoài đó. Và sau cái đó lần là chụp hình là lần sau đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là lần đó gặp rồi mới thích. Không, bút rồi đúng không? Dạ không, chưa, không. Lúc đó bút chưa là sao? À, là sau chưa luôn. Lần gặp Hà Nội là bút con rồi. Nhưng mà lại bị hủy kèo. Cái lần đầu tiên bút con xong hẹn. Xong rồi bắt đầu là đầy hủy. Bảo là đợt này không chụp được nữa rồi. Lúc đó con đã thấy quế rồi. Xong bắt đầu cái cũng xin lỗi con rồi này, hủy con tới hai lần rồi. Xong cái lúc mà ra Hà Nội kia, con thấy ông này đang ở ngoài đấy, con mới thấy ông comment vô. Xong cái con mới chủ động nhắn tin là kêu anh đang Hà Nội hả, cà phê không? Xong bắt đầu ra cà phê thì sau khi mà gặp mặt, hai đứa gặp mặt nhau rồi. Thực chất là con ở trong nghề mà tiếp xúc người mẫu này kia, trai xấu muối đầy ra này kia, trai đẹp này kia. Nên khi mà gặp ổng thì con nói chung là không có một ấn tượng gì. Bình thường lắm. Dạ. Không ấn tượng gì. Con nghĩ là lúc đấy là ông này là bút mình ấy. Thì bây giờ mình có dịp thì mình gặp thì xem thử như thế nào, tính tình ra sao. Công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đấy con chỉ nghĩ tới công việc thôi. Sau khi về Sài Gòn thì thêm một buổi gặp là đi ăn. Chỉ có anh này là động thái là thả thính rồi tán tỉnh này kia thôi. Còn con thì lúc đấy con thấy bình thường lắm. Có nghĩa là con đã thích bé My này rồi đúng không? Thực ra thì có cảm tình thôi chứ chứ lúc em là chưa thích hẳn. Chưa gặp cảm tình sao thả thính người ta? Dạ, thấy xinh thì cứ thả thính thôi. Dính thì dính mà không dính thì thôi. Nhưng mà lúc đó tình trạng của em như thế nào? Độc thân hay là lúc đấy thì đã có một ai đó rồi? Tại thời điểm đó thì là con độc thân chưa? Còn My thì sao? Dạ, con cũng độc thân luôn. Thì con nhớ là có một lần đi sinh nhật cái anh mà chụp hình luôn. Là ảnh mới đưa con về. Thì trên xe taxi ấy, con mới thấy là ảnh mang chiếc nhẫn kim tiền ở ngón nhẫn cưới. Con mới bảo, anh có vợ rồi à? Rảo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chiếc nhẫn ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu, tại sao anh mang vậy rồi, em bị mất duyên sao?
Cái ảnh mới nói một câu là nếu mà em mất duyên của em, anh sẽ gánh, xong phải đưa con lên nhà. Xong bắt đầu là sáp lại với nhau. Nhưng mà con đẩy ra, con không cho vô nhà. Ngày lúc đó con thấy nó nhanh quá. Bắt đầu cái qua em sau con nhắn tin là ông trả chứng nhận lại, mà không chịu, kêu em giữ đó đi. Sau cái đấy là hơn một năm mấy trời hai đứa con không có liên lạc gì luôn. Kỳ vậy. Tại vì ông này cứ tiến tới cái xong thấy con im cái lại không tiến tới nữa. Xong bắt đầu là ảnh là có mối tình khác, con cũng quen một mối tình khác. Cái lúc mà đưa con về nhà thì sáp tới là sao? Ông sướng vô ông cưỡng hôn có xin con. Phép không hay là không lúc luôn. Đó thì không có phép tắc gì luôn chú ạ. Hai đứa là cũng có một chút men trong người thành ra là nó cũng hơi làm liều. Nhưng mà nhưng bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Nhưng mà cuối cùng thì cái bộ ảnh mà con chụp cho anh Thắng là vẫn thực hiện ra. Tiền bạc thanh toán đầy đủ. Dạ đúng. Song phẳng. Không ai nợ ai. Cái bộ ảnh đó là trước khi là cái đêm mà ảnh sáng tới hay sao? Dạ không sau ạ. Vậy gặp lại chụp ảnh chắc tại lúc này con bình thường lắm tại nhưng vì... mà anh Thắng anh sượng sượng không con ông này lẻo mép lắm chú không biết ngại đâu. Ban đầu bút con ấy là con cũng nói trước là cái giá tiền nó trong 4 tiếng thôi, cô biết kéo thành ra 8 tiếng. Xong con chỉ nhận lại một câu anh xin lỗi rồi cười trừ vậy thôi. Nó tính overtime chứ không trả tiền thêm luôn. Chắc gì vậy mà chia tay chứ cũng phải là vụ sát. Dễ sợ quá. Dễ sợ quá mà dễ sợ ái quá mà. Trời ơi 4 tiếng đồng hồ mà gấp đôi lên mà. Ít nhất phải trả cho người ta phân nửa chứ đúng không? Anh Linh quạo để bụng đó. Cô hiểu cảm giác đó rồi. Có nghĩa là đi đưa người ta lên nhà, lên phòng xong rồi sấn tùm bi tùm bà. Nó này xô ra nó không cho sấn. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Phải có rồi. Lần thứ hai quê chứ, phải quê chứ. Đẹp trai ông chủ ơi. Ông chủ mà xe nữa, trời ơi. Vì quê quá cho nên là cái hôm chụp hình cố tình kéo ra 8 tiếng cho mày biết. Xong rồi làm bộ xin lỗi. Còn bé này đã quê một lần không cho sấn rồi, đã vậy rồi người ta ghét rồi. 4 tiếng nữa, 4 tiếng không trả thêm đồng nào. Bình nghĩ cho rồi đi. Hôm đấy là con cũng vẫn đưa về nữa. Có sấn nữa không? Dạ không. Vì sao mà chia tay rồi sắp lại với nhau? Một ngày đẹp trời thì con cũng vô tình nữa, con gọi vợ con đi ăn thôi. Không, cũng không đẹp lắm đâu nha, bữa đó trời mưa nhá. Thì cũng không có, lúc đấy hiện tại bây giờ đến cái thời điểm đó là cũng vẫn chưa có ý định gì cả. Chỉ đơn giản là hai đứa bây giờ cũng chưa có, bây giờ là không có ai nữa rồi. Thì thôi rủ nhau đi ăn vậy thôi. Ăn xong thì cũng có uống rượu, cũng có chút men này kia thứ. Rồi có đưa về nữa không? Thì sao con lại đưa về? Tức là lại vẫn kịch bản năm xưa nhưng mà lần này là con quyết định đi sâu hơn. Lại sấn luôn. Là sấn tới. Cổ đẩy ra là vẫn sấn tới nữa. Lần này là hết đẩy rồi. Em cái kịch tính nó twist ở cái chỗ mà lần thứ hai là không đẩy ra. Cái lần này là không đẩy ra nữa. Thế xong rồi là sau tối ngày hôm đấy thì hai đứa là chính thức là đi lại bên qua lại với nhau. Hai đó là của nhau, nhau đó. Dạ, chính xác. Là em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Tại vì cái bữa tối đấy anh gặp xong cái ảnh mới bảo là cái lần đầu tiên mà anh đưa em lên nhà mình làm gì không. Con bảo là làm gì là làm gì, ông ra xong tôi đẩy em ra làm gì, cái em muốn làm gì tí em cho anh đưa lên nhà đi, anh em sẽ nhớ đấy. Xong đưa lên nhà hay quá ông già, hay quá. Ai về đợt này chắc có lẽ là có uống nhiều quá cho nên con không còn sức để mà khống chế, cho nên cuối cùng là con phải kéo ông vô luôn đúng không? Hôm đấy còn mạnh bạo lắm là uống thay cả con luôn. Chưa bao giờ con thấy vợ con này uống nhiều như thế. Có thể là con nghĩ có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó uống hơi nhiều một chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Chứ bây giờ như vậy xong đi về đêm hôm như nào thì con cũng lo nữa. Sao được, đúng rồi, không được. Em có một cái tâm nó lớn vô cùng. Đưa vô phòng rồi xong con vẫn còn đi tìm chậu, sợ là tối ói này kia thứ. Về xong nhắn tin bảo là đấy em nhớ chưa. Còn khẽ ra. Em nhớ chưa. Xong lúc đó thật sự luôn mà nói thì là chưa có tình cảm nhiều đâu. Sau thì khi tụi con đi chơi đầu tiên là đi ra Bắc, con nghĩ là một ngày mình sẽ lấy chồng Bắc. Tại vì con là người Đà Nẵng. Con lại ở Sài Gòn. Nói chung là mình cứ nghe là người Bắc khó, rồi gia đình người Bắc cũng gia trưởng, rồi mẹ chồng nàng dâu người Bắc rất là khó. Không nghĩ là lại dính cái anh này. Nhưng mà được cái là thầy cha của nấy. Đúng rồi.
Ông bà mình nói không bao giờ sai con à? Không bao giờ sai được. Con ra ngoài Bắc con cũng đã gặp mẹ, thì mẹ cũng bảo là mẹ cũng đánh giá tốt về con, bảo là cũng thích con. Khi mà tiếp xúc mẹ rồi thì con mới thấy được là thì ra là mẹ không phải như người ta nói. Dạ đúng rồi. Mẹ rất là thoáng, dễ chịu này kia kiểu. Và mẹ cũng đã từng hoạt động nghệ thuật. Thực chất là con là người mẫu, có khoảng thời gian là con làm người mẫu sexy. Nên là con cũng sợ vì thành kiến. Nhưng mà khi tiếp xúc mẹ rồi thì thấy mẹ rất là dễ thương. Mẹ rất là hiểu, hiểu cho công việc này kia kiểu. Gia đình con thì khi dẫn ông này về thì kêu là thấy thằng Thắng dễ thương này kia kiểu. Và thích hai đứa, thứ nhất là điều là không có ba, tụi con là điều không có ba từ nhỏ rồi. Cũng là từ nhỏ tự lập lớn lên. Nên là những trải qua những cái khó khăn cuộc sống này kia là hai đứa đã trải qua, nên khi mà tụi con mới đồng cảm để đến với nhau. Nhưng mà là hai đứa là có sống chung với nhau trước khi kết hôn? Dạ có. Thời gian đó sau bao lâu thì tụi con về sống chung với nhau? Dạ sau 2 tháng sống với nhau, sau đấy thì khoảng thời gian thì tụi con mới quyết định là tiến tới kết hôn. Trong nửa năm là đã quyết định cưới rồi. Coi như là lấy nhau được bao lâu rồi con? Dạ được đúng kiểu vợ chồng son là mới có nửa năm á cô. Mới đây đó đúng không? Dạ. Là có em bé chưa con? Dạ chưa. Chưa có. Là được rồi. Mới có 5-6 tháng thôi đúng không? 5-6 tháng. Vậy mà thì làm nhưng sao? Mà trước đó đã quen nhau mấy tháng đâu, rồi. Ăn thua gì? Sống với nhau rồi bắt đầu mới là va chạm, bắt đầu mới lòi ra những cái gọi là những cái mà sâu đó chị. Vỡ oà ra. Dạ. Vỡ mộng. Đó đâu thì kể là vỡ mộng gì nè. Nói chứ vỡ mộng thì con chưa cũng chưa vỡ mộng cái gì cả. Đó nhưng bị mà bị liếc cái nó đính liền. Trời ơi nó mới rất là hồ hởi. Con vỡ mộng cái liếc cái là thôi. Liếc cái nhòe cái thôi. Còn rẽ sang hướng khác liền. Dạ, đi ngủ là hay nghiến răng. À vậy đó. Thì phải nghiến răng thì lắm hôm con ngủ bên cạnh con thì con hay thức muộn lắm. Thì nó cũng nghiến răng thì con cũng sợ là cắn vào lưỡi thì kia thứ như nào, con cứ phải giữ cái miệng lại. Không giữ có giữ không? Có chứ, định vị mình phải định vị lại ngay, không cho nghiến nữa. Nghiến giữ lắm à. Cũng giữ thì không giữ nhưng mà nó cũng hơi nghe cảm giác nó hơi nguy hiểm. Bảo con không phải là nghiến thường xuyên, tức là thỉnh thoảng bị thôi. Tức đó. Tức ai mà trong không mơ có xả đó. Được đó. Hay là mơ con đi bên nhỏ nào đó như nào đó thì đó, lại điều đó đó. Ghen vậy. Trong mơ đó con đó. Ghen trong mơ đó. Nhưng mà cái nghiến răng đó là cái mà người ta không có kiểm soát được. Dạ đúng rồi. Nói chung tật xấu thì cũng hơi nhỏ thôi chứ không có gì to tát cả. Nhất là hay nhăn nhó, hay bị cái cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều khi bực tức cái gì là cũng bực cáu cả con theo, giống kiểu giận cá chấm thớt này kia thứ như vậy. Hay nói nhiều, cảm giảm nói nhiều, nói đi nó miết luôn. Xong rồi nói bao giờ cái câu chuyện nó chấm dứt thì thôi. Còn gì nữa không? Hay hết rồi. Đó, chỉ có vậy thôi ạ. Rồi bây giờ tới con đó mày. Trước đây thì gặp ổng thì thấy ổng cũng hiền lành, vui tính này kia, nhưng bắt đầu về ở chung rồi thì cũng con thấy không có một sự quyết đoán. Kiểu đồng ý là ổng bảo suốt ngày chồng không quan tâm đâu, chồng nghĩ theo cái tích cực. Nhưng mà không phải vấn đề nào mình cũng chịu thiệt cho mình để mình nghĩ việc tích cực hết. Đấy, thành ra là khi mà ổng thấy ổng chịu thiệt vậy thì con lại không chấp nhận được. Nên tối ngày con cứ cầm rầm này kia nói, nhưng mà con nói là để cho hiểu, nhưng mà nói cũng không hiểu. Nên buộc con phải nói nhiều. Đấy, còn tật xấu thì như con nói, ngủ trời ơi, ôm con giống như ôm một con gấu ôm vậy á. Tính con thì thực sự không thích mà ngủ mà gác. Đồng ý là con cũng muốn ôm, nhưng mà ôm nhẹ nhàng thôi. Trời ông này ôm kiểu giống như là con là con cứ ôm á, ôm mà xiết này kia kiểu mà con khó thở bực luôn. Thương quá đó, kiểu là thương quá đi đâu mất. Ủa nhưng mà thường là con ngủ sau mi mà. Con ngủ sau nhưng mà con ngủ lúc thì đấy con ngủ trước, ngủ là cứ như lên là ôm luôn vậy đó. Thì con ngủ trước thì nên là con người ta nửa đêm con bị thức dậy. Người ta định vị vậy thì nó mới là giống gối ôm em nhớ không? Rồi sau này có lãng mạn không nè? Đó, hay là lãng mạn thì không. Đến cái việc mà cầu hôn con phải chỉ luôn á. Phải không? Con chưa làm bao giờ mà chú. Cái đám cưới của tụi con làm từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn lao luôn. Tất cả mọi thứ con đều lên ý tưởng. Con lên hết tất cả từ cái việc quay phim, chụp hình đến cái lễ gia tiên rồi con làm hết. Là cưới rồi trang trí cưới là con làm hết. Có vợ giỏi mà đúng không? Có vợ, tại vì vợ con làm trong trước đó đã từng làm trong cái lĩnh vực cưới cũng mấy năm rồi nên vợ con nhiều kinh nghiệm hơn. Hồi con xưa thì con chưa cưới bao giờ, con cưới lần đầu nên là kiểu lần đầu làm chuyện ấy nên là không có kinh nghiệm, mọi thứ không có cái gì hết. Tại vì á, hai đứa con mà đều có ý tưởng là dễ gây lộn lắm. Đúng rồi. Chẳng thà cứ để một người, đúng rồi, một người làm xong người kia theo. Đúng. Bây giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Chung thì con chỉ mong muốn là
Anh có một sự quyết đoán hơn, nhận rõ được người nào tốt, người nào xấu. Hay là thấy người ta xấu rồi, biết người ta xấu rồi thì phải né ra, chứ không phải là cứ lúc nào cũng cả nể anh em ấy cô. Bị cả nể quá. Dạ đúng rồi, ổng cứ bị cả nể quá, con không thích điều đó. Nhưng mà con đã bị cái tác hại của cái cả nể chưa? Ví dụ như con đã lãnh một cái bài học nào chưa về cái tính cả nể của mình á? Thực ra thì trong mối quan hệ của con với bạn bè anh em, hậu quả thì con chưa có, nhưng mà nó khiến cho cái câu chuyện nó đi xa hơn bình thường. Nó đi ra, đúng ra là nó sẽ kết thúc ở đó rồi, nhưng mà bởi vì là con cả nể cái vấn đề đó nên là con sẽ đưa câu chuyện nó sẽ diễn ra, nó thời gian nó sẽ bị lâu hơn, nó mới kết thúc. Thật ra nó cũng không có thiệt hại gì, đúng quá nó lớn, không có thiệt hại gì. Bởi vì ta nói là cái tính đàn ông nó là như vậy. Đi chơi với bạn đôi khi biết bạn nó xấu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như nó không dẫn đến một cái tác hại gì nó quá ghê gớm thì vẫn giữ một cái mối quan hệ. Thật đúng rồi đó, chú Bin nói đúng á. Con biết không, ở cuộc đời này á, có những cái tuýp người đàn ông á, họ cái kiểu họ làm tứ hải giai huynh đệ. Cái trước mắt thì mình thấy là họ mất, nhưng mà cái lâu dài sau này họ được nhiều lắm á. Dạ. Đó, cho nên rằng con cứ yên tâm. Con là dân kinh doanh nên là anh em bạn bè con rất là nhiều. Đúng mà vậy. Hầu như con đi tỉnh nào cũng có bạn hết á. Mỗi người một cái tính cách khác nhau, thì với mỗi người thì mình sẽ có một cái cách cư xử, một cái cách đúng chơi vậy. Nó khác. Yên tâm đi nha. Rồi, cố gắng đi nha, mới có 5 tháng. Dạ. Thực ra đang khám phá tìm hiểu nhau. Đây là cái thời gian mà hai bạn phải tận hưởng, phải khám phá thật nhiều trong cuộc sống nha. Rồi bắt đầu lên kế hoạch co baby. Tận hưởng hết đi. Có những cặp vợ chồng mới cưới nhau cái qua tháng sau, 2 tháng sau có nó có bầu, cái không có tận hưởng được gì. Đúng rồi, bắt đầu lại vùi đầu vào cơm áo gạo tiền con cái. Tội nghiệp lắm luôn á, có những cặp rất tội. Đi chơi, hưởng thụ nha. Thấy vợ em có bầu đó, em không có tấn công. Anh này là anh cưa em trong vòng 2 tháng mà anh không nói gì hết. Còn bây giờ hãy cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Tấn Tài, năm nay là 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thịnh và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi, công việc hiện tại của em là thiết kế nội thất. Bên này bán nhà. Bên này thiết kế nội thất đâu rồi, một đội đó, một đội quá dữ luôn á. Ủa bán đâu quận mấy nào? Em bán ở quận 4 anh. Thôi có khăn nào ổn giới thiệu anh nha. Dạ. Tụi em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Yêu nhau bao lâu? Dạ yêu nhau chừng 1-2 tháng gì á. Rồi vậy là chắc chắn là chung đội rồi em ơi. Chung đội rồi, lấy nhau rồi. Chung công ty này chắc luôn đúng không? Dạ không ạ. Vì tình yêu của cả hai em là bắt đầu từ khi nào? Dạ em biết vợ em chứ cách đây là 5 năm. Thì đó em mới bắt đầu chơi Facebook á. Thì em là người Tây Ninh, thì em add những người nào mà Tây Ninh á. Add vô cái lúc đó có add vợ em đó. Thấy vợ em hay viết những cái ta tết á, rất là hài hước, cá tính. Cho nên em cũng vô em chọc ghẹo. Lúc đó thì thấy vợ em có bồ đó, em cũng không có tấn công. À là biết vợ bồ cũng qua Facebook luôn đó. Dạ, anh hay lên tường Facebook của em để mà viết những cái câu giống như là nhìn em quen lắm nha. Rồi, à anh nhớ rồi, hình như anh học mẫu giáo chung với em. Dạ, nên là em cũng hay để ý. Nhưng mà lúc đó là có người yêu. Dạ, lúc đó em có người yêu rồi ạ. Khoảng 2 năm sau đó, thì em chia tay người yêu, thì em mới đăng lên mạng là tự nhiên thèm bánh kem. Có gì có người mua, thì anh này anh mới vô, anh nói là ăn hôm thì tí anh qua anh chở đi mua ăn. Dạ, thì là lúc đó là định hẹn là đi ra ngoài gặp. Nhưng mà em cũng lười nữa, em là cho anh này đeo tay luôn, không đi. Trời, vậy đó hả? Cái cuộc hẹn đầu tiên vậy đó hả? Dạ. Rồi cái lần đầu tiên mà em bị thất hẹn vậy, em cảm giác em sao? Lúc đó cũng quê quá. Cái cũng không nói chuyện với chị nữa. Rồi sau bẵng đi là khoảng 3 năm sau luôn. Là tụi em không nói chuyện với nhau nữa. Cứ gặp 3 năm nữa à? Dạ. Là 5 năm. Dạ là 5 năm. Là đến lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời là tự nhiên hồi đó ảnh cho có chơi số điện thoại để mà em gọi anh đi ăn bánh kem đó. Lúc đó là tự nhiên ảnh tham gia Zalo, thì Zalo mới báo cho em là anh này ảnh tham gia Zalo. Cái em mới ghi là hú. Thì anh này ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó là hai đứa em bắt đầu nói chuyện và gặp nhau ở ngoài. Là mấy tháng trước khi cưới? Dạ khoảng 3 tháng. Còn 5 năm. 3 tháng trước khi tụi em quyết định đám hỏi anh. Rồi hỏi xong bao lâu mới cưới? Dạ hỏi xong là nửa năm mới cưới.
Có nghĩa là độ chừng là 9 tháng hả? Dạ, anh này là ảnh cưa em trong vòng 2 tháng mà ảnh không nói gì hết. Ảnh chỉ có là qua chở em đi ăn. Ảnh không có nắm tay, cũng coi như không có động tĩnh gì hết. Nên là em rất là thắc mắc. Nghi ngờ. Dạ, em nghi ngờ. Nhiều khi chở mình là chỉ bước bình phong thôi. Dạ. Đúng không? Rồi sao nữa? Dạ, để chồng em. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Em có hiền thiệt không hay là em giả bộ hiền để mà lấy điện? Kinh nghiệm của em là hấp tấp quá học, cho nên là em dùng tốc. Dạ đúng rồi, mình phải dùng chiêu cần được. Như không cần. Dạ, sức bình tĩnh đúng không, để nó đè nén lại. Dạ, lúc đó em thương vợ em như tình yêu rồi, hào quang rồi, cho nên là em dẫn vợ em đi một cách chân thành nhất chứ không có là bậy bạ vậy đó. Rồi xong sao rồi em nghi ngờ vậy? Dạ thì em nghi ngờ. Rồi sao? Dạ thì đi với nhau 2 tháng trời, ảnh cứ dắt em đi ăn hết quán này quán nọ. Như là ảnh cho em ăn, lúc nãy em còn nghĩ là tại sao anh này có nhiều tiền như vậy, cho em ăn nhiều như vậy mà không lại không nói gì với em hết. Thì sau này em mới phát hiện ra là tại vì lúc mà ảnh tỏ tình với em là tại vì ảnh hết tiền rồi. Giờ mà không trở tình nữa thì không biết làm sao mà tỏ tình. Không kiếm đâu tiền. Thế là cái tiền đặt ở heo là sao hết rồi. Dạ. Trời ơi. Nghĩa là cái ngày quyết định tỏ tình là bởi vì mình hết tiền hả? Dạ đúng rồi. Tỏ cho rồi đi chứ đã dắt đi hết luôn. Hết tiền rồi. Vậy là cái tiền mà hồi thời gian tán tỉnh là do tiền tiết kiệm hả? Hay dạ sao? Đúng là tiền để dành của em. Trời ơi. Dạ. Dạ. Cũng... tầm 3 triệu rồi chứ. Ủa 3 triệu mà ăn bao lâu? Dạ ăn trong 2 tháng ạ. Trời ơi 3 triệu 2 tháng. Dạ. Chở nhau đi ăn bánh tráng trộn. Thì em đâu có ăn sang đâu chị. Tại vì em thương nên là em không có ăn những cái nơi mà em mắc tiền. Dạ. Chỉ đi ăn lề đường thôi. Rồi cái em là tôi thử là tôi dẫn vô bạc hay giáp ra là bạc sinh ăn liền luôn ha. Tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Sao tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Chương trình vợ chồng son mà sao kỳ vậy? Lộn hả? Lộn chương trình. Rồi trời. Nói chứ để chị hỏi này nè. Rồi xong rồi sao rồi? Có thử không? Có thử coi ông này ông có... Dạ không chị, lúc đó thì về thì đi dọc đường coi như được tỏ tình là em mãn nguyện rồi. Sao đó chị đừng hỏi sao đó. Sao đó thì sao? Dạ. Bây giờ là đó, ổng cứ như vậy thì mình có sống thử với nhau để biết ổng chắc chắn là đàn ông không? Dạ không chị, lúc đó thì không có sống thử. Dạ, tụi em quen nhau được khoảng 2 tháng đó thì em giới thiệu về, giới thiệu cho ba mẹ em. Thì ba mẹ em thì cũng thấy anh này hiền. Thì nhưng mà mẹ em chỉ có nói là sao thằng này giàu quá vậy. Và xong là đám hỏi em đúng không? Dạ. Thì anh dắt em, dắt anh về trước xong rồi ảnh mới dắt em về nhà ảnh. Thì ba mẹ cũng, ba mẹ chồng em thì cũng thương. Tại vì em trên đây là em ở trọ. Nên là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là hay về ở đây luôn đi. Nhưng mà ba mẹ em thì không cho, tại vì con gái chưa cưới hỏi nên là không có cho về ở. Mà ba mẹ chồng em thì xin địa chỉ nhà em và lên nhà em chơi. Tối ba em điện xuống thì tháng 11 là đám hỏi nha. Là tức là 1 tháng rưỡi sau. Em rất là hoảng hốt, tụi em không biết gì sao hết. Dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là tụi em là vẫn là thuê nhà ở 2 nhà. Dạ không, anh là ở nhà. Anh ở nhà. Mà đám hỏi xong rồi có về nhà bên nhà ở không? Dạ đúng rồi, có dạ. Là lúc đó là mới sống thử đó, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Rồi sống thử thì vui không? Thử rồi. Dạ. Mình vui không? Vui không? Dạ vui. Vui. Được không? Được không? Dạ được. Được mới cưới đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó thì có phát hiện ra thật xấu gì qua anh không? Lúc mà quen nhau thì ảnh rất là vui. Ảnh không có bộc lộ gì hết, nhưng mà khi về sống thử thì mới phát hiện anh rất là nóng tính. Ảnh nóng tính vô cùng luôn. Ở nhà mà ai cần ai mà làm trái ảnh thì ảnh sẽ la lên. La lớn lên, la lớn tiếng lên. Thì anh la lên thì em giận. Sau này thì em trị anh bằng cách là mỗi lần mà anh la ấy, thì em sẽ la lớn hơn. Dạ. Anh la 1 thì em la 2. Mà anh la cái gì? Hãy ví dụ như có ai mà cứ nói hoài á thì anh sẽ la lớn lên để cho người ta không nói nữa. Nhưng mà em thì em không thích như vậy. Cái gì thì mình nói nhỏ nhẹ với nhau. Rồi mỗi lần mà gây lộn với nhau anh tức giận là anh có đập đồ hay là anh có bỏ nhà đi hay là bỏ ra ngoài được không? Dạ không ạ, bỏ ra ngoài thì sau này. Dạ. Không, có nghĩa là lúc em giận vợ thì em sẽ làm cái gì? Thật ra là em la là do là em không ưng vợ em, như là vợ không dọn dẹp nè. Thì em im, mà mặt em khó chịu lắm. Vợ em là cự lên em liền. Rồi giận hơn vợ thì sao? Em giận vợ em, cái em chạy xuống dưới lầu em ngủ. Bỏ ra ngủ riêng ở dưới lầu? Dạ. Dạ, mỗi lần anh giận thì em rất là ghét cái tính là đi ngủ riêng như vậy. Thì em nói cái gì giận nhau cũng phải ngủ chung với nhau. Thì ảnh lại đi ngủ riêng. Thì là cả nước biết đó đúng không? Dạ, tại vì tính em thì xuống dưới ngủ thì mẹ ngủ ở dưới. Nên là kêu thì em ngại mẹ, sợ mẹ biết rồi mẹ lại hỏi thăm hai đứa tại sao lại cãi nhau. Thì em mới xuống gõ cửa phòng không được thì em đi lên. Đi lên thì em nhắn tin, điện thoại cũng không nghe.
Thì nhiều lần như vậy thì em cũng rất là bực. Mới đây thôi thì em cũng quyết trị chồng em bằng được. Cách nào? Dạ, em điện thoại cho em không lên thì sáng hôm sau em ngủ dậy rồi em cuốn gói đi vào nhà bạn em. Ồ vậy đó, dạ. Có đi kiếm không? Thì chiều em điện thoại về cho mẹ chồng, em bảo là em đi về quê. Chồng em biết là nên là kêu thôi về đi, rồi chồng em chở ra bến xe nhưng mà em không về. Em nhắn tin là tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không có về quê rồi, đừng có kiếm tôi. À vậy dạ. Dạ, thì ảnh ở nhà ảnh cũng giận, nhưng mà em về thì chồng em là điện thoại mét ba em. Mét ba sao? À, em kêu là vợ em chắc không về, em biết tính vợ em mà là lì hơn em nữa, nên là chắc không về đâu. Giờ chỉ có là kêu ba là khuyên chỉ về. Để em sợ lo là có gì đó. Vô tình thì cái Zalo của vợ em ở trên máy tính nó còn nhà, rồi có chat với ba em là đang ở nhà bạn. Cho nên là em biết vợ em ở đâu rồi. À. Cho nên lúc đó em cũng im im luôn. Coi chị coi chị sao đó, chị cương được bao lâu đúng không? Ừ. Có nghĩa là chồng em á là nóng tính. Dạ. Còn cái tật gì xấu nữa không? Ổng thì rất là thích ăn hàng. Ra đường thì ảnh không nhìn gái mà chỉ nhìn à người ta bán cái gì vậy em vậy. Dạ, cứ là ăn ê bán gì vậy? Người ta bán cái gì kìa. Em thì ra đường thì nhiều khi em nhìn gái em nói ê chị đó đẹp quá, anh mặc váy đẹp hay gì đó. Chồng em đâu đâu không thấy gì hết, chỉ thấy đồ ăn thôi. Anh đứng trước trường em, anh đợi em có 15 phút thôi mà anh ăn hả gần cả 100.000 tiền quà giặt. Nào em ra là cái lồng xe mắt á, là nào là nước cam, rồi sữa, bánh tráng trộn, xôi trời chiên ơi. Đầy trong lồng xe á. Dạ. Coi như tật ăn hàng thôi, cái đó dễ dạ, thương mà rồi, thôi dạ, không phải tật đâu. Anh ăn hàng thôi. Coi như là chỉ có nóng tính là xấu thôi, còn vợ em sao? Nhà vợ em thì có tính là hay chặn đầu em. Em chưa nói hết câu nữa là vợ em nghĩ xấu em rồi. Là cái tính đó là cái bằng tính xấu đó hả? Tính dạ. Chặn đầu đó. Dạ. Nhiều trường hợp mà em không nhớ rõ. Vậy dạ. Hả? Là không còn cái xấu gì nữa đó phải không? Chị hay bày ra không dọn rồi. Bừa bộ. Với con cái nữa là vợ em kêu phải trả tiền mới chịu làm, như kêu quét nhà phải trả 100.000, móc tiền ra trả liền. Kêu lấy nước 50, đóng lưng 50. Giờ chị bắt trước nè. Dạ. Như là kiếm tiền tại nhà đó. Dạ đúng rồi. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Vậy có mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ không, tại vì chồng em thì em thấy là khi mà mới về thì ảnh nóng tính thôi, nhưng mà bây giờ thì ảnh rất là ảnh hết rồi. Ảnh không còn nóng tính nữa. Giờ ảnh thì em thấy ảnh rất là thương vợ, ảnh rất là cuồng vợ. Cuồng vợ. Ảnh rất là cuồng vợ. Chỉ cần ai mà đụng tới vợ ảnh là ảnh sẽ không có thích. Ảnh lóc hết Facebook. Nên đây em chỉ mong chồng em hứa với em một câu. Hứa gì nè? Là có thể yêu em đến suốt cuộc đời thôi. Trời ơi. Cái đó để sau đây ông hứa nha. Còn vợ ông chồng muốn mà vợ thay đổi gì nè? Vợ em hả? Cũng quá tuyệt vời em rồi. Nhưng mà vợ em cũng hay nhắc em là tại sao chưa cầu hôn vợ mà giờ cưới rồi. Giờ không chịu đâu. Giờ chắc em phải cầu hôn vợ em. Trời ơi, trời ơi. Đó, giờ cái nguyên cái chỗ này là của hai người đó. Hai người muốn làm gì đó làm đi. Muốn cầu hôn hay là muốn hứa hẹn gì hứa đi. Đó, tụi tôi quay mặt đi nè. Phải chi mà nói cho tôi biết trước là tôi mang theo cây kèn cho tôi hỏi rồi. Cầu hôn nhưng mà có nhận đâu mà cầu hôn. Đứng lên đi đó, cầu hôn rồi hứa gì hứa đi. Tôi không có thấy gì hết. Không có nhìn nè, không có nhìn nè. Để nào phát chương trình này tôi coi lại. Nhẫn thì anh trao rồi. Tại vì em đòi đeo. Anh đã cưới em được 1 năm 4 tháng rồi. Thì anh muốn nói với em là hãy là luôn là người vợ tuyệt vời nhất của anh nhé. Dạ. Dạ. Dạ anh sao đó, nãy người ta mong muốn mình nói câu gì đó. Dạ anh sẽ yêu em suốt đời. Đó. Chị chưa. Chị chưa ôm hôn rồi. Trời ơi. Đó. Xin chúc cho hai em hạnh phúc và nắm tay nhau đi mãi mãi đến suốt cuộc đời, và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé, và không những một mà thậm chí là sinh đôi cũng được. Em bé ra đời trong một ngày đẹp trời và sẽ đẹp trai đẹp gái, kháu khỉnh và mạnh khỏe như cha mẹ của chúng nó. Hồng Vân và Quốc Hường xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, mình xấu quá mà vợ mình là đẹp.
Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tin. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á. Sét một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi, mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng cái cho anh này, em cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á, thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong giò bỏ vào ba lô, và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô chinh phục túc vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi, nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là: "Vậy thôi bạn chở đi học luôn đi." Thì cứ đi với nhau một thời gian, vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vy nó mới, thằng đó mới chở con Vy về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, giống như là bao nhiêu giận ba máu sáu cơn hết ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Là 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Mà em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn, lúc cuối cùng em làm sao mà Thì em thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào đó của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em
không có quan tâm đến bản thân mình lắm á, kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái list ưu tiên 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là ê mày giúp giùm tao, bây giờ hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao và hai thằng kè Vi về không. Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu, đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng rằng bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào ra đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà. Nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8-9 lỗi lớn. Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ mong không muốn làm thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ dạ. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi. Thì em mới cầm hết đống đồ đó đi, em giặt hết. Anh này về anh dãy nậy lên, anh nằm trên giường giật đùng đùng lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới giặt. Trời ơi. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha, là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên, nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Trời ơi, đau rồi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau búp. Ủa chứ mơ đêm nào cũng mơ đánh lộn vậy đó dạ hả? Có hai đêm mà xong về sau em tức quá em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đòi chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang có rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được.
vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút, ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mới mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ nhất, thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì anh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu anh đợi nói cả 5-6 lần anh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, anh cứ từ từ á, tính anh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn anh thay đổi cái tính đó, nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất á là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại gọi là thỏa mãn. Dạ. Đúng không? Dạ. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Dạ. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn chị. Hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Dạ. Nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Gì à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà ở đâu, vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đúp này á trai đẹp nhiều lắm. Trời ơi. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á nghe là răng răng em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người đã thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị. Em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập dạ. Hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nếu không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu uống bia vậy không?
Dạ không. Dạ không. Sau tăng 2 đó thì tới tăng 3. Ừ. Tăng 3 thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? À, có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa, không có mở đâu. Mẹ em khó lắm. Mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về. Đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi, coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà trong cái lòng em á, là em nghĩ là thì lỡ vô nằm thì mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức anh tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn tới sáng. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt. Chắc mình phải tìm hiểu. Ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu vậy? Xe ổng bay về luôn rồi. Ông xa quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc, thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Không có gì kéo dài thời gian quá. Dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style, bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng trắng nữa. Chị em không công công dạ, đúng, nữa. Đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ. Xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ. Ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp, mà và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu, anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có, trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không?
Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói một chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà, có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ đúng rồi, vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc là bắt đầu em bị tụt cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người, cộng thêm là cái là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ. Mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ. Nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được hai năm. Hai năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% nữa nè. Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bóc phốt nè. Bóc phốt, bóc phốt. Dạ. Đang gặp mặt đó. Sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Dạ, thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi. Thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ không mà chút đi để từ chút từ đi từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Còn gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đâu. Dạ dạ, cũng tạm vậy. 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách xả lai là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịnh cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa làm lảm nhảm lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip qua ông anh rồi chuẩn bị chạy ngược chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao, ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè,
Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Ông, cái này ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn. Dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó. Đó, rồi. Nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ, vẫn còn. Lâu lâu chừng nào mơ mới bệnh nó phát. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu lâu mơ. Dạ, dạ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Không có biết. Không? Có, ngủ nằm kế em mà kêu. Này, mà kêu tên con nào á? Em mới giật đầu ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem bem. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lem bem đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt anh lảm nhảm giùm em đi, tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Đó. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn, tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực, với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cũng tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nấu. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đấy nha. Ăn cơm của vợ nấu. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai, mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết từ vậy từ khi hả? Mà dạ. Từ khi tới lấy về á là nó bị lật kèo, bị lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe, và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng, dạ, đúng. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. À, xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay mình đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 23. 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à. Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Ừ. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. À, hả? Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi, và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự. Và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à? Đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ, em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm á mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc
mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền, Tuyền ai vậy, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: ờ, anh họ, anh họ, anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: à, chú họ, chú họ. Rồi rồi, đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ ở thanh niên, đàn ông người ta thường 40 ta lấy cũng có nữa à? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng mà 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy nè. Cho nên là cũng phải lo, phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 còn thấy cũng thường thật. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được đó, còn được. Không, không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tiến hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật. Hỏi em ơi, cái này sao sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em con nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nói có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi, giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng rồi con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Dũng có cái phát hiện gì? Thực ra thì khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó là cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt có cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn rất nhiều. Cẩn thọ đập một cái rồi để ngủ khỏe đó bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ thiệt? Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra, chút tao ra, là biết, là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy người mà
Ở đây á, hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó. Anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin. Sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nào? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc các bạn.